Nam Mô Di Đà Phật. Bữa nay là chương trình niệm Phật của ban nghi sự sẽ chính quyền thành tỉnh Kiên Giang hàng tháng định kỳ như cái gì thuyết trình. Bữa nay sáng trời mưa hình như hơi vắng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.